Minh Đường Tử Vi mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp Chủ nhật ngày 20 tháng 3 năm 2022, và theo âm lịch hôm nay là ngày 18 tháng 2 năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày Nhâm Thân, tháng Quý Mão, năm Nhâm Dần, và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Canh Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thanh Long, giờ Tân Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Minh Đường, giờ Giáp Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Ất Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Đinh Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Canh Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Tư Mệnh. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Nhâm Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Quý Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Chu Tước, giờ Bính Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Mậu Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Kỷ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Tân Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Cầu Trần. Vậy ngũ hành niên mệnh Kiếm Phong Kim ngày Nhâm Thân, tức chi sinh can, nghĩa là kim sinh cho thủy, và ngày hôm nay là ngày cát. Và nạp âm Kiếm Phong Kim kỵ tuổi Bính Dần, Canh Dần, ngày thuộc hành kim khắc với hành mộc, đặc biệt là tuổi Mậu Tuất nhờ kim khắc mà được lợi. Ngày Thân lục hợp với Tỵ, tam hợp với Tý và Thìn, thành thủy cục, xung với Dần, hình Hợi, hại Hợi, phá Tỵ và tuyệt Mão. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Bính Dần, Canh Dần, Bính Thân, tuổi xung trong tháng, tuổi Tân Dậu, Đinh Dậu, Đinh Mão. Về các sao tốt xấu trong ngày của các sao tốt như sao Thiên Đức tốt mọi việc, sao Thiên Mã hay còn gọi là sao Lộc Mã tốt cho việc xuất hành, giao dịch, mua bán, ký kết, cầu tài lộc, sao Nguyệt Giải tốt mọi việc, sao Giải Thần, Đại Cát tốt cho việc tế tự, tố tụng, giải oan, trừ được các sao xấu. Sao Yếu Yin tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi. Sao Thiên Ân tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao Kiếp Sát kỵ về xuất hành, cưới hỏi, an táng, xây dựng về nhà cửa. Sao Bạch Hổ kỵ về an táng. Và đặc biệt, ngày 20 tháng 3 năm 2022, tức là ngày 18 tháng 2 năm Nhâm Dần, ngày này là ngày Tam Nương Sát xấu kỵ về khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay là cất nhà. Vài hướng xuất hành tốt trong ngày: Hỷ Thần hướng chính Nam, Tài Thần hướng chính Tây. Và sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp Chủ nhật ngày 20 tháng 3 năm 2022. Mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Tử vi tuổi Tý, Chủ nhật ngày 20 tháng 3 năm 2022. Ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Tý, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp Thân Tý Thìn phù trợ. Cái điều này sẽ mang tới cho bạn tuổi Tý có được một ngày suôn sẻ nhờ đầu óc linh hoạt và duỗi ứng biến của bản thân. Dường như chẳng có tình huống khó khăn nào có thể làm khó được bạn ở thời điểm này. Nâng cao khả năng ngoại giao, khéo léo mang tới rất nhiều thành quả ngọt ngào cho bạn trong ngày hôm nay nữa nhé. Tuy nhiên, với bạn tuổi Tý trong ngày này, đôi khi bạn lại quá tùy hứng, làm việc gì cũng khăng khăng theo ý của mình. Nhất là trong ngày có thương quan chiếu mệnh, bạn cần phải xác định được đối tượng giao tiếp với mình là ai. Sự kiêu ngạo, hiếu thắng quá mức của bạn có thể khiến cho những người có chức quyền trong xã hội thấy chướng tai gai mắt, gây bất lợi cho con đường tiến thân của bạn về sau này nữa nhé. Và trong ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Tý lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh, cho nên cái chuyện tình cảm của bạn đang diễn biến rất tốt đẹp. Với bạn có cảm giác được quan tâm, chăm sóc mỗi ngày khiến cho bạn cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Chẳng cần lúc nào cũng ở bên cạnh nhau, nhưng với những tin nhắn, cuộc gọi hỏi thăm hàng ngày và sự sẻ chia kịp thời từ người ấy làm cho bạn an tâm vô cùng nữa rồi nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Tý trong ngày Chủ nhật này, tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, khả năng ngoại giao khéo léo mang tới cho bạn rất nhiều thành quả ngọt ngào. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, vận trình được suôn sẻ nhờ đầu óc linh hoạt
và giỏi ứng biến. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh hỏa có thể gặp phải rắc rối vì sự kiêu ngạo, hiếu thắng quá mức của bản thân. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh thổ tránh làm việc quá tùy hứng, khăng khăng theo ý của mình. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh mộc, các chuyện tình cảm diễn ra được tốt đẹp, hạnh phúc trong tình yêu. Về đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 26, số 88, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh dương, màu đen, quý nhân phù trợ tuổi Thìn, tuổi Thân, tuổi Sửu. Tử vi tuổi Sửu, chủ nhật ngày 20 tháng 3 năm 2022. Ngày chủ nhật này với bạn tuổi Sửu, xem tử vi cho thấy bạn đã gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh. Cái điều này sẽ đảm bảo cho bạn có được một ngày thoải mái theo đuổi mục tiêu trong sự nghiệp của bản thân mình. Cát tinh chiếu mệnh mang tới cho bạn có được những cơ hội thuận lợi để cho bạn thể hiện được bản thân mình trước lúc cấp trên và ghi tên mình vào danh sách nhân viên có thành tích nổi bật và cống hiến nhiều nhất cho công ty nhé. Và trong ngày chủ nhật này với bạn tuổi Sửu, bạn đang có báo hiệu có sự thăng tiến đáng kể trong sự nghiệp vào ngày hôm nay. Nếu như bạn tiếp tục giữ vững được trạng thái về tinh thần như hiện tại, con đường tương lai của bạn sẽ rất tươi sáng. Ngoài ra, bạn cũng nên mở rộng về quan hệ giao tiếp, chạm tay tới cơ hội phát triển hơn nữa trong công việc của mình. Ngày này với bạn tuổi Sửu cũng đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Điều này cho thấy với bạn đang có được gia đình rất hòa thuận, các thành viên luôn quan tâm và tôn trọng lẫn nhau. Đối với những bạn đang còn độc thân sẽ nhận được nhiều sự chú ý cũng như là những tình cảm từ những người khác phái. Hơn nữa, mối quan hệ với đồng nghiệp sẽ được cải thiện hơn trước, mọi khúc mắc đều được xóa bỏ nữa rồi. Về câu quyết cho bạn tuổi Sửu trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh kim có được cơ hội thuận lợi thể hiện bản thân mình đúng lúc trước cấp trên. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh thủy thoải mái theo đuổi mục tiêu trong sự nghiệp của bản thân. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh hỏa nên mở rộng giao tiếp để chạm tay nhiều hơn tới cơ hội phát triển. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh thổ có báo hiệu thăng tiến rõ ràng nên duy trì về tinh thần như hiện tại. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh mộc tình cảm hài hòa, gia đình hạnh phúc. Phải đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 20, số 75, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu vàng, quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tuổi Tý. Tử vi tuổi Dần, chủ nhật ngày 20 tháng 3 năm 2022. Ngày chủ nhật này với bạn tuổi Dần, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Dần Thân Tỵ Hợi. Điều này có thể gây ra những bất đồng quan điểm dẫn tới tranh cãi với bạn bè đồng nghiệp trong ngày hôm nay. Từ những vấn đề nhỏ nhặt nhưng do có hiềm khích sẵn cho nên dễ xảy ra to tiếng ầm ĩ làm phiền tới cả cấp trên, và nếu như bạn muốn bảo vệ quan điểm của mình, bạn cũng nên tránh tranh luận gay gắt, đặc biệt là tránh công kích đối phương bạn tuổi Dần nhé. Bù lại, trong ngày chủ nhật này với bạn tuổi Dần, bạn lại có được một ngày tài chính khởi sắc nhờ thiên tài trợ mệnh. Với bạn tuổi Dần đang có được những khoản thu nhập bất ngờ, tiền đổ ào ào về túi. Thế nhưng nếu như bạn cứ giữ thói quen cả thèm chóng chán, bỏ dở công việc giữa chừng thì có thể sẽ phải chịu trách nhiệm về thiệt hại khá lớn nữa nhé. Trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Dần cũng đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc, điều này sẽ cản trở không nhỏ tới vận trình tình cảm của bạn trong ngày hôm nay. Sự nóng vội của bạn có thể sẽ phản tác dụng khiến cho đối phương cảm thấy bạn không nghiêm túc và không quan trọng mối quan hệ này mà chỉ muốn nhanh chóng qua đường mà thôi, họ sẽ sợ hãi và rút lui nhanh chóng nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi Dần trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh thủy nên tranh luận văn minh, tránh công kích cá nhân khi thể hiện quan điểm của mình. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh hỏa vướng phải bất đồng quan điểm, tranh cãi với bạn bè, đồng nghiệp. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh thổ nên từ bỏ thói quen cả thèm chóng chán, bỏ dở công việc giữa chừng. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh mộc tài chính được khởi sắc,
có nhiều khoản thu nhập bất ngờ. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh kim chớ nên nóng vội trong chuyện tình cảm. Và đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, quân số may mắn số 25, số 80, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá, màu xanh lam, quý nhân phù trợ tuổi Ngọ, tuổi Hợi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mão, chủ nhật ngày 20 tháng 3 năm 2022. Ngày chủ nhật này với bà tuổi Mão, xem tử vi cho thấy bạn đang có được báo hiệu trải qua một ngày đón nhiều tin vui về tài lộc khi bạn đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh. Với bà tuổi Mão, có thể sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra, và không phải ai cũng có được cơ hội tốt như bạn. Vì thế, bạn hãy thể hiện thật tốt cho thấy mình xứng đáng với thành quả hiện nay của mình nhé. Và trong ngày này, lời khuyên của chúng tôi dành cho bà tuổi Mão là nên tập trung vào công việc chính, tránh ôm đồm quá nhiều công việc bên lề mà bỏ bê sự nghiệp. Đừng có đứng núi này trông núi nọ thì việc gì cũng dang dở. Một việc cho chín còn hơn chín việc, đừng có quá tham lam, đánh mất đi cơ hội tốt tới với mình, mất công mất sức lại không thu được lộc lá gì, còn bị thiệt hại nữa. Trong ngày chủ nhật này với bạn tuổi Mão lại đang gặp ngày có kim khắc với mộc, điều này cho thấy con đường tình duyên của bạn lại không được suôn sẻ như tài lộc trong ngày hôm nay. Hạnh phúc tưởng chừng như là đã nằm trong tầm tay bỗng vụt khỏi tầm với, khiến cho bạn vô cùng là thất vọng. Bạn trao đi sự chân thành nhưng đổi lại là thái độ dửng dưng và lạnh lùng của đối phương. Có thể với bạn nên dành nhiều thời gian để xem xét lại mối quan hệ hiện tại này thì hơn nhé. Về câu quýt của bạn tuổi Mão trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, hãy thể hiện thật tốt để thấy mình xứng đáng với thành quả hiện nay. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, nhận được phần thưởng xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, đừng quá tham lam mà đánh mất đi cơ hội tốt tới với mình. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, nên tập trung vào công việc chính, tránh ôm đồm quá nhiều công việc bên lề. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, thất vọng vì hạnh phúc bỗng vụt mất khỏi tầm tay. Và đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 17, số 96, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù hợp, phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Mùi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Thìn ngày 20 tháng 3 năm 2022. Ngày chủ nhật này với bạn tuổi Thìn, xem tử vi cho thấy bạn đã gặp được ngày có ngũ hành tam hợp Thân Tý Thìn phù trợ. Cái điều này sẽ giúp cho con đường công danh sự nghiệp của bạn trong ngày hôm nay vô cùng là rộng mở. Bản mệnh có được những bước tiến quan trọng đánh dấu bước phát triển trên con đường tiến thân của mình. Bạn đang là một cá nhân rất nổi bật ở nơi làm việc của mình. Bạn hãy duy trì phong độ như hiện tại bạn tuổi Thìn nhé. Chẳng những vậy, trong ngày chủ nhật này với bạn tuổi Thìn đang có được cát tinh trợ mệnh, hỗ trợ cho bạn rất nhiều trong việc làm ăn, hợp tác kinh doanh, buôn bán. Tài lộc nhờ vậy mà có báo hiệu tăng tiến, bản mệnh nhận được sự giúp đỡ về tài chính từ bên ngoài. Cho nên, bạn hãy tận dụng cơ hội này để làm ăn, chớ nên để thời cơ vàng trôi qua một cách đáng tiếc bạn tuổi Thìn nhé. Còn về phương diện tình cảm của bạn tuổi Thìn trong ngày chủ nhật này, tình cảm của bạn lại có được nhiều sự may mắn khi gặp được ngày có ngũ hành tương sinh nâng đỡ. Không có điều gì đáng phải lo ngại trong thời điểm này với bạn. Mối quan hệ mập mờ trước đó bỗng trở nên thân thiết và có thể tiến xa hơn nếu như cả hai cùng nghiêm túc để vun đắp. Đây là cơ hội tốt để cho bạn tuổi Thìn thoát khỏi kiếp ế nếu như bạn có xu hướng muốn tiến tới với nửa kia của mình nhé. Về câu quýt cho bạn tuổi Thìn trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, trở thành một cá nhân rất nổi bật ở nơi làm việc. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, con đường công danh sự nghiệp được rộng mở, có nhiều bước tiến quan trọng. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, tài lộc được tăng tiến, nhận được sự giúp đỡ về tài chính từ bên ngoài. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, việc làm ăn, hợp tác kinh doanh gặp nhiều thuận lợi. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, tình cảm có nhiều chuyển biến tốt, có cơ hội để tiến xa hơn nữa trong tình bạn.
Và đánh giá của bạn Tuổi Thìn trong ngày Chủ nhật này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, quân số may mắn số 40, số 82, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Tý, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tỵ, Chủ nhật, ngày 20 tháng 3 năm 2022. Ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Tỵ, xem tử vi cho thấy bạn đã gặp được ngày cung ngũ hành thân Tỵ nhị hợp. Điều này sẽ giúp cho bạn gia tăng cơ hội gặp gỡ được quý nhân trong ngày hôm nay. Bạn được quý nhân dẫn đường chỉ lối để tìm kiếm tài lộc về cho mình. Các chuyện hợp tác làm ăn, kinh doanh buôn bán được suôn sẻ, tiền bạc rủng rỉnh trong tay. Bạn mệnh có thêm động lực để theo đuổi những dự định mà mình đã ấp ủ trong thời gian sắp tới. Xong, bạn cũng nên tìm kỹ trước khi quyết định nữa bạn tuổi Tỵ nhé. Và trong ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Tỵ lại đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Điều này cảnh báo cho bạn chớ nên quá dựa dẫm vào sự giúp đỡ của người khác. Tự mình đứng trên đôi chân của mình sẽ đảm bảo cho bạn luôn có đủ bản lĩnh để vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Thực ra, việc bạn gặp phải chút khó khăn, trở ngại là khó có thể tránh khỏi, cho nên hãy cứ bình tĩnh và chủ động đón nhận để giảm thiểu những rủi ro tới với mình nhé. Và trong ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Tỵ cũng đang gặp ngày có họa kim xung khắc. Điều này cho thấy ngày hôm nay không phải là thời điểm lý tưởng để cho bạn bày tỏ tình cảm của mình. Vì vậy, bạn nên kiên nhẫn chờ đợi thời cơ, cũng là để dành nhiều thời gian hơn để tìm hiểu đối phương cho kỹ càng hơn nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi Tỵ trong ngày Chủ nhật này: tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh hỏa, hợp tác làm ăn được suôn sẻ, tiền bạc rủng rỉnh trong tay. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh thổ có nhiều cơ hội gặp được quý nhân, được dẫn đường chỉ lối để kiếm tài lộc về cho mình. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh mộc chớ nên quá dựa dẫm vào sự giúp đỡ của người khác. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh kim có thêm động lực để theo đuổi những dự định mà mình đã ấp ủ. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh thủy ngày hôm nay không phải là thời điểm thích hợp để cho bạn bày tỏ chuyện tình cảm. Và đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày Chủ nhật này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 15, số 70, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Dậu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ, Chủ nhật, ngày 20 tháng 3 năm 2022. Ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Ngọ, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh, làm cho bạn đang có được báo hiệu vận trình sự nghiệp của bạn trong ngày hôm nay rất chi là hanh thông. Bạn mệnh tuổi Ngọ thể hiện được rõ mình rất có trách nhiệm với công việc, không ngần ngại khó khăn để hoàn thành được những thử thách mới luôn đặt ra. Nhờ vậy mà bạn nhận được sự đánh giá cao từ cấp trên nữa. Với bạn tuổi Ngọ đang có sẵn bước đà này, bạn cần phải tranh thủ để phát huy năng lực của mình nhiều hơn nữa. Nếu như làm tốt, bạn hoàn toàn có đủ tự tin để đề xuất ý kiến tăng lương, thăng chức cho mình. Bạn đừng có để cho sự chần chừ hay là những sai lầm vào thời điểm quan trọng này khiến cho bản thân mình phải hối hận nhé. Và với bạn tuổi Ngọ trong ngày này, dưới ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc cho nên tình cảm lứa đôi vướng phải không ít trục trặc. Cả hai đều là người nóng tính và có cá tính riêng, chẳng ai chịu nhún nhường ai, khăng khăng bảo vệ quan điểm của mình chỉ vì cái tôi quá lớn nữa nhá. Vài câu quyết cho bạn tuổi Ngọ trong ngày Chủ nhật này: tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh kim thể hiện rõ về tinh thần trách nhiệm, không ngần ngại khó khăn. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh thủy, vận trình sự nghiệp có nhiều điểm cát lành. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh hỏa, đừng có chần chừ ở hiện tại mà sau này phải hối hận. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh thổ, cần phải tranh thủ thời cơ để phát huy năng lực của mình nhiều hơn. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh mộc, tình cảm lứa đôi vướng phải không ít trục trặc. Và đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày Chủ nhật này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, quân số may mắn số 20, số 76, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Tuất, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Mùi, Chủ nhật, ngày 20 tháng 3 năm 2022.
Ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Mùi, xem tử vi cho thấy về con đường công danh sự nghiệp của bạn trong ngày hôm nay đang có được những cơ hội tốt để cho bạn thể hiện mình. Chính ấn chiếu mệnh không những cho bạn có được thêm dũng khí, thêm động lực mà còn tạo ra cho bạn thời cơ thích hợp để cho bạn chứ không phải là ai khác trở thành người nổi bật nhé. Còn về phương diện tình cảm của bạn tuổi Mùi trong ngày Chủ nhật này lại chẳng được thuận lợi như thế đối với những bạn đang còn độc thân, chưa tìm được người tâm đầu ý hợp với mình nhưng lại chẳng biết làm như thế nào để đối phó với sự thúc ép của những người thân trong gia đình nữa. Với bạn tuổi Mùi, bạn cảm thấy sẽ đơn độc trên hành trình tìm kiếm hạnh phúc nhưng bạn cũng đừng có lo lắng quá vì sẽ có người nhìn thấy được vẻ đẹp trong tâm hồn của bạn, có thể tiến tới chuyện tình cảm nhanh chóng ngoài sức tưởng tượng nữa nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Mùi trong ngày Chủ nhật này, tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, hãy hiểu cho đối phương để vui cười mỗi ngày. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, hạnh phúc tới từ những điều đơn giản. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, nên tự tin vào chính bản thân mình. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, cần phải tìm cách để xử lý vấn đề mà mình đang gặp phải. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, hãy buông tay khi tình yêu đã rời xa. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 18, số 90, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Mão, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Thân, Chủ nhật ngày 20 tháng 3 năm 2022. Ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Thân, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh. Điều này nhắc nhở bạn nên biết giữ mình, đặc biệt là tránh xa những vụ tranh cãi, chia bè kết phái ở nơi làm việc. Những việc này sẽ gây ảnh hưởng không tốt tới con đường công danh, sự nghiệp trong tương lai của bạn. Vì vậy, với bạn tuổi Thân, hãy đủ minh mẫn để nhận ra việc mình cần phải làm là gì, chứ đừng có quá lo chuyện bao đồng nhé. Và trong ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Thân, nếu cần thiết, bạn hãy xin lời khuyên từ những người làm việc lâu năm. Nhưng nhớ là chỉ là tham khảo chứ đừng nhất nhất nghe theo. Một thái độ trung lập, khiêm tốn sẽ giúp cho bạn hạn chế được rất nhiều rủi ro không đáng có xảy ra với mình. Và ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Thân lại đang gặp ngày có kim khí vượng. Điều này cho thấy với bạn cũng nên cẩn trọng hơn về phương diện sức khỏe của bản thân mình. Bạn dễ bị tổn thương vì sự cứng đầu, ngang ngạnh của mình, không nghe theo lời khuyên của mọi người trong vấn đề rèn luyện sức khỏe. Cho nên cơ thể của bạn có dấu hiệu bị suy giảm, giảm sức đề kháng, dễ ốm vặt do thay đổi thời tiết gây ra nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi Thân trong ngày Chủ nhật này, tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, đừng quá lo chuyện bao đồng, cứ làm tốt công việc của mình là được. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, nên biết giữ mình, tránh xa những vụ tranh cãi, chia bè kết phái. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, giữ thái độ trung lập, khiêm tốn để hạn chế những rủi ro không đáng có xảy ra với mình. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, có thể hỏi xin lời khuyên từ những người làm việc lâu năm. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim nên cẩn thận hơn về phương diện sức khỏe, chăm chỉ rèn luyện thể dục thể thao nhiều hơn. Và đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 27, số 63, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu ánh kim, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Tý, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Dậu, Chủ nhật, ngày 20 tháng 3 năm 2022. Ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Dậu, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn đang có điềm báo, có thể sẽ phải đối mặt với không ít rủi ro về tài chính. Với những kế hoạch đầu tư tiến hành một cách vội vã, không kiểm tra kỹ càng nguồn thông tin, có thể sẽ khiến cho bạn phải trả giá đắt bằng chính những đồng tiền mồ hôi nước mắt của bản thân mình kiếm được nữa nhé. Và trong ngày này với bạn tuổi Dậu, trước khi đưa ra bất cứ quyết định quan trọng nào, bạn hãy tham khảo xin ý kiến của những người xung quanh để có được nhận định khách quan và tổng thể nhất. Còn nếu như bạn cứ khăng khăng nghe theo linh tính mách bảo thì bản mệnh có thể sẽ đưa ra những lựa chọn sai lầm. Khi mù quáng đặt lòng tin sai chỗ, tiền mất rồi, mới ngồi hối tiếc thì đã muộn mất rồi nhé.
Và trong ngày này với bạn tuổi Dậu, đối với những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển về các vị trí đầu đạc hay là tiến hành sửa chữa, đục đẽo, bởi việc làm này có thể sẽ làm động tới thai thần, ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi. Nếu như bạn tuổi Dậu có công việc cần phải xuất hành trong ngày hôm nay thì bạn cũng nên ưu tiên xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần hướng chính nam và tài thần hướng chính tây. Đây là hai hướng giúp cho công việc của bạn hạn chế được những rủi ro, tránh những sai lầm đáng tiếc. Ngày này cũng là ngày tam nương sát, cho nên bạn cũng không nên thực hiện những công việc trọng đại sẽ tốt hơn nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Dậu trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh thủy chớ nên tiến hành những kế hoạch về đầu tư một cách vội vã. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh hỏa có thể phải đối mặt với rủi ro về tài chính. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh thổ nên tham khảo ý kiến của những người xung quanh để có được nhận định khách quan. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh mộc, tiền bạc kiếm bằng mồ hôi nước mắt, càng cần phải trân trọng hơn. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh kim có thể đưa ra những lựa chọn sai lầm khi đặt lòng tin sai chỗ. Và đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 11, số 91, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc may mắn màu trắng, màu xám, quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tuất, chủ nhật ngày 20 tháng 3 năm 2022. Ngày chủ nhật này với bạn tuổi Tuất, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hội phù trợ. Cái điều này sẽ giúp cho bạn có được cơ hội gặp được quý nhân để phát triển bản thân mình. Và nếu như bạn vẫn đang còn hoang mang, chưa tìm được hướng đi trong tương lai của mình, thì quý nhân sẽ dẫn đường chỉ lối để cho bạn nhìn ra được lĩnh vực nào phù hợp nhất với bản thân, từ đó tập trung để phát triển ưu điểm của bản thân mình hơn nữa. Lại thêm, trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Tuất đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh. Cái điều này còn giúp cho bạn gây được ấn tượng tốt đẹp với cấp trên nhờ đầu óc nhanh nhạy và linh hoạt của mình. Có những công việc cần phải phát huy điểm mạnh của cá nhân, bản mệnh dễ dàng đưa ra được những ý tưởng mới mẻ, sáng tạo và giành được sự khâm phục của đồng nghiệp trong ngày hôm nay nữa nhé. Chẳng những vậy, trong ngày chủ nhật này với bạn tuổi Tuất cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Cái điều này cho thấy về mối quan hệ xã giao của bạn cũng không gặp bất cứ trục trặc nào. Với bạn tuổi Tuất vốn là người dễ tính, với quan điểm dị hòa vi quý, cho nên bạn thường không hay gây mất lòng ai. Ngược lại, bản mệnh còn là người chủ động để hóa giải những mâu thuẫn giữa mọi người nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi Tuất trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh hỏa được quý nhân dẫn đường chỉ lối để tìm ra lĩnh vực phù hợp với bản thân. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh thổ có được nhiều cơ hội đáng quý để phát triển bản thân mình. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh mộc đưa ra nhiều ý tưởng mới mẻ, sáng tạo trong công việc. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh kim gây được ấn tượng tốt đẹp với cấp trên nhờ đầu óc nhanh nhạy và linh hoạt. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh thủy, các mối quan hệ xã giao không gặp bất cứ trục trặc nào. Và đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 27, số 80, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cà phê, quý nhân phù trợ tuổi Ngọ, tuổi Mão, tuổi Dần. Tử vi tuổi Hợi, chủ nhật ngày 20 tháng 3 năm 2022. Ngày chủ nhật này với bạn tuổi Hợi, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Dần Thân Tỵ Hợi. Điều này làm cho bạn tuổi Hợi phải trải qua một ngày khá vất vả khi công việc của bạn phải đương đầu với nhiều khó khăn trở ngại. Đặc biệt là với bạn đang bị tiểu nhân rình rập luôn tìm cách phá hoại gây cản trở cho công việc của bạn ngày hôm nay. Và ở môi trường làm việc có nhiều thị phi, biết người, biết mặt, khó biết lòng, cho nên với bạn tuổi Hợi đừng quá tin tưởng vào ai khác mà phải chăm chú cẩn thận, luôn có ý thức tự bảo vệ bản thân mình là trên hết nhé. Và may mắn là với bạn tuổi Hợi trong ngày này lại đang có được thực thần chiếu mệnh. Cái điều này sẽ hỗ trợ an ủi phần nào cho vận trình của bạn khi tiền bạc được hanh thông, có được cơ hội kiếm tiền mở ra trước mắt.
có lợi cho những bạn làm nghề tự do, kinh doanh, buôn bán, giúp cho bạn mạnh, gia tăng thu nhập cho mình, lộc lá rụng rịnh trong tay nữa nhé. Và trong ngày này với bạn tuổi Hợi lại đang gặp được ngày có kim sinh cho thủy, cho nên đối với những người có đôi có cặp cảm thấy tình yêu tràn ngập trong tim, cả hai luôn hướng về nhau trong từng suy nghĩ, từng hơi thở, bạn và người ấy sẽ có được những phút giây hạnh phúc bên nhau và tạo ra nhiều kỷ niệm đẹp, khắc ghi từng giờ phút của tình yêu đôi lứa nữa rồi nhé. Về câu quýt cho bạn tuổi Hợi trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh hỏa, tiểu nhân rình rập luôn tìm cách phá hoại, gây cản trở trong công việc. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh thổ, vất vả vì công việc, phải đương đầu với nhiều khó khăn, sóng gió. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc, có nhiều cơ hội kiếm tiền mở ra trước mắt, đặc biệt là đối với những bạn kinh doanh, buôn bán. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh kim, luôn có ý thức tự bảo vệ bản thân mình, tránh cả tin vào ai đó. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh thủy, tình yêu tràn ngập trong tim, hạnh phúc luôn đong đầy. Và đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 45, số 68, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu đen, quý nhân phù trợ tuổi Mùi, tuổi Dần, tuổi Mão. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.